Thưa sư cho con hỏi những vị như Địa Tạng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân. Những vị này đều không có thật và Thế Tôn cũng chưa từng giảng về các vị ấy. Nhưng sao nhiều người thời nay lại thờ lạy những vị ấy? Phải chăng con người thích tôn thờ những thứ mà họ tưởng tượng ra? Mong sư hoan hỷ giải đáp. Với cái sự nhận xét của sư á, thì sư thấy là do chúng ta sống trong một cái tập thể căn tánh tính nó nhiều. Chúng ta có 6 căn tánh là tham, sân, si, tầm, tính, trí. Nói về cái thiện á, thì có căn tánh tính và căn tánh trí. Thì cái người mà căn tánh tính nhiều á, thì họ thích những cái mà nó nặng về đức tin. Thí dụ như những cái hình tượng, những cái biểu tượng, những cái gì đó mà nó mơ hồ, nó gọi là nó mờ ảo, thì họ thích như thế. Còn những người mà thuộc căn tánh trí á, thì họ thích những cái gì nó rõ ràng, những cái gì mà nó không có mờ ảo. Thì do chúng ta sống trong một cái tập thể mà có nhiều người thuộc căn tánh tính, thì quý vị mới có cái nhận xét như thế thôi ha. Và cũng nhớ giùm sư, tính và trí là nó là một cặp. Mà nếu như tính nhiều quá thì sẽ thiếu trí, mà trí nhiều quá thì sẽ thiếu tính. Cho nên tính và trí thì nó cần phải đạt cái sự quân bình. Đó là cái câu trả lời của sư. Đó là những người, sư tóm gọn lại là những người thuộc căn tánh tính thì họ thích tôn thờ những cái biểu tượng như vậy đó. Chứ không có gì lạ hết trơn ha. Không biết Đại Đức Tề Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì đây cái vị này hỏi là những cái vị giống như là Địa Tạng Bồ Tát, Quán Âm đó, Phổ Hiền rồi đó, thì những vị này đều không có thật và Thế Tôn cũng chưa từng giảng ở vị ấy. Nhưng nhiều người thời nay thờ lại những vị ấy, phải chăng con người thích tôn thờ những thứ mà họ tưởng tượng ra? Vì câu hỏi này nó thật sự nghe nó khá nhạy cảm. Như vậy nè, lúc mà sư mới tu á, sư có đọc một cái quyển sách của ngài Hòa Thượng Bủ Chơn. Quý vị nhớ rõ nha, sư đọc quyển sách của ngài Hòa Thượng Bủ Chơn. Thì cái quyển đó là quyển Chánh Giác Tông, quyển rất là hay thưa quý vị, sinh giá rất là hay. Ở trên đây nếu quý vị có vì có thời gian nên tham khảo mình đọc qua Chánh Giác Tông của Hòa Thượng Bủ Chơn. Thì sư có ấn tượng một cái câu cuối cùng mở bìa sách đó, ngài có nói như vậy, thì có nói là khi mà tôi nghiên cứu qua Tam Tạng Kinh Điển Pali á, thì tôi không có thấy những cái cảnh giới mà được mô tả ở trong Kinh A Di Đà là trong Tam Tạng Pali, thì tôi không có thấy gì đó. Đó, ngài cho nó ngắn gọn thôi. Đó là cái câu trả lời của sư. Thì sư nghĩ là một khi quý vị xem cái chương trình vấn đáp này, và đặc biệt câu này, nếu quý vị có lưu tâm á, lưu tâm ở đây tích, sư dùng từ lưu tâm ở đây là quý vị tích là đại diện cho những cái người mà họ trân trọng trí tuệ nha, họ muốn tìm hiểu được sự thật mà họ muốn vun bồi trí tuệ, thì họ sẽ đầu tiên họ sẽ tìm được cái quyển sách mà sư giới thiệu, rồi sau đó đọc quyển sách xong họ sẽ tự biết tìm hiểu thêm những cái tài liệu mà để cho
củng cố thêm cái trí tuệ của như của các vị thêm. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đẹp. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.